Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì và ba cho các vận động viên có thành tích cao tại SEA Games 31. Theo đó, 4 vận động viên xuất sắc của Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Oanh được trao huân chương lao động hạng nhì với những thành tích đặc biệt xuất sắc ở các môn bơi và canoeing. Ngoài ra, đội tuyển bóng đá nam U23 và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cùng với 19 cá nhân xuất sắc khác được trao tặng huân chương lao động hạng nhì. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với các cá nhân và tập thể đã nỗ lực giành về thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự thành công của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store.